Quỳnh Hương xin kính chào quý vị. Mời quý vị dùng phương tiện di chuyển của OCTA Bus để đưa quý vị đến những nơi mà quý vị mong muốn. Quỳnh Hương xin giới thiệu đến quý vị tuyến đường bus mới được gọi là Bravo 560 sẽ đi suốt con đường Westminster với thật là ít chặng ngừng và đưa quý vị đến những nơi quý vị mong muốn một cách nhanh chóng hơn. Mọi chi tiết thắc mắc, quý vị có thể vào trang nhà để được trúng giải thưởng nữa quý vị nhé. Được gọi là ocbus.com/Đồng Hương Đồng Hành.